Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 27. Các con gái của Sê-lô-phát là con trai Hê-phe, cháu của Ga-la-át, chắt của Ma-ki, chít của Ma-na-xê, thuộc về họ hàng Ma-na-xê, là con trai của Giô-sép đến gần. Đây là tên của các con gái người: Mách-la, No-a, Hốt-la, Min-ca và Thiệt-sa. Các con gái đó đến ra mắt Mô-sê, Ê-li-a-sa thầy tế lễ, các quan trưởng và cả hội chúng tại cửa hội mạc mà nói rằng: Cha chúng tôi đã chết trong đồng vắng. Người chẳng phải về phe đảng của kẻ hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va, tức là phe đảng Cô-rê, nhưng người chết vì tội lỗi mình và không có con trai. Cớ sao danh cha chúng tôi bị trừ ra khỏi giữa họ người bởi người không có con trai? Hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng tôi. Mô-sê bèn đem cớ sự của các con gái ấy đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Các con gái Sê-lô-phát nói có lý. Ngươi phải cho chúng nó một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng nó, tức là phải giao cho chúng nó sản nghiệp của cha chúng nó. Ngươi cũng phải nói cùng dân Israel rằng: Khi một người nào chết, không có con trai, thì các ngươi phải giao sản nghiệp của người lại cho con gái người. Nhược bằng không có con gái, thì phải giao sản nghiệp cho anh em người. Ví bằng người không có anh em, thì phải giao sản nghiệp cho chú bác người. Nếu không có chú bác thì phải giao sản nghiệp người cho người bà con gần hơn hết, và người ấy sẽ được lấy làm của. Ấy sẽ là một luật lệ để định cho dân Israel, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy lên trên núi Abarim này và nhìn xem xứ mà ta đã ban cho dân Israel. Ngươi sẽ nhìn xem xứ đó, rồi ngươi cũng sẽ được về cùng tổ phụ như A-rôn anh ngươi đã được về vậy. Bởi vì tại đồng vắng Xin, các ngươi có bội nghịch mạng lệnh ta. Trong lúc hội chúng cãi cọ và vì trước mặt chúng nó, các ngươi không tôn ta nên thánh về việc nước. Ấy là nước về sự cãi cọ tại Ca-đe trong đồng vắng Xin. Mô-sê thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Lại Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt. Xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê, con trai của Nun, người có thần cảm động, phải đặt tay trên mình người, rồi đem người ra mắt Ê-li-a-sa thầy tế lễ và cả hội chúng, truyền lệnh cho người trước mặt họ và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho cả hội chúng Israel nghe người. Người phải ra mắt Ê-li-a-sa thầy tế lễ, rồi người sẽ vì Giô-suê cầu hỏi sự xét đoán của U-rim trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo lệnh Ê-li-a-sa, người và cả hội chúng Israel sẽ đi ra và đi vào. Vậy Mô-sê làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình, chọn lấy Giô-suê để trước mặt Ê-li-a-sa thầy tế lễ và trước mặt cả hội chúng, đặt tay trên mình người và truyền lệnh cho, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-sê phán dặn vậy. Chương 28. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng: Các ngươi phải lo dâng cho ta trong kỳ định lễ vật và thực vật của ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. Vậy ngươi phải nói cùng dân Israel rằng: Này là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày hai con chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, làm của lễ thiêu hằng hiến. Ngươi phải dâng con này vào buổi sớm mai và con kia vào buổi chiều tối. Còn về của lễ chay thì phải dâng 1/10 epha bột lọc nhồi với 1/4 hin dầu olive ép. Ấy là của lễ thiêu hằng hiến, đã lập tại núi Sinai, là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng 1/4 hin rượu cho mỗi một chiên con. Ngươi phải dâng lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va trong nơi thánh.
ngươi phải dâng chiên con kia vào buổi chiều tối và làm một của lễ chay và một lễ quán như buổi sớm mai. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày Sa-bát, ngươi phải dâng hai chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, và 2/10 ê-pha bột lọc nhồi dầu làm của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ấy là của lễ thiêu về mỗi ngày Sa-bát, ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. Mỗi đầu tháng, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, làm của lễ thiêu. 3/10 ê-pha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con bò đực. 2/10 ê-pha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về con chiên đực. 1/10 ê-pha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con chiên con. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng phân nửa hin rượu nho về mỗi con bò đực, 1/3 hin về con chiên đực, 1/4 hin về mỗi con chiên con. Ấy là của lễ thiêu về các đầu tháng trong năm. Ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo, cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ngày 14 tháng Giêng phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày 15 sẽ là ngày lễ, phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ và 7 chiên con đực giáp năm đều không tỳ vít làm của lễ thiêu. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu. Các ngươi phải dâng 3/10 ê-pha về một con bò đực, 2/10 ê-pha về con chiên đực và 1/10 ê-pha về mỗi chiên con, luôn một con dê đực làm của lễ chuộc tội, đặng làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng các lễ vật này ngoài của lễ thiêu buổi sớm mai là một của lễ thiêu hằng hiến. Mỗi bữa trong 7 ngày, các ngươi phải dâng những lễ vật ngần ấy như thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta phải dâng lễ vật đó ngoài của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. Ngày thứ 7, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Trong kỳ lễ của các tuần, nhằm ngày hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ chay mới, thì phải có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi sẽ dùng 2 con bò đực tơ, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm, đặng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 ê-pha về mỗi con bò đực, 2/10 ê-pha về con chiên đực, 1/10 ê-pha về mỗi con chiên con. Cũng phải dâng một con dê đực để làm lễ chuộc tội cho mình. Ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay cặp theo, các ngươi cũng phải dâng mấy lễ vật đó, không tỳ vít, và thêm những lễ quán cặp theo. Chương 29. Ngày mùng 1 tháng 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Về phần các ngươi, ấy sẽ là một ngày người ta thổi kèn vậy. Các ngươi phải dùng một con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 ê-pha về con bò đực, 2/10 ê-pha về con chiên đực, 1/10 ê-pha về mỗi con chiên con, và dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng những lễ vật này ngoài của lễ thiêu đầu tháng và của lễ chay cặp theo, của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo, tùy theo những lễ đã định về mấy của lễ đó mà làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày mùng 10 tháng 7 này, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, phải ép linh hồn mình, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi phải dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 ê-pha về con bò đực,
2/10 epha về con chiên đực, 1/10 epha về mỗi con chiên con. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ chuộc tội mà người ta dâng trong ngày chuộc tội, của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ngày rằm tháng 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Chớ nên làm một công việc xác thịt nào, nhưng các ngươi phải giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Các ngươi phải dùng 13 con bò đực tơ, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, dâng làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay cặp theo sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về mỗi con bò đực, 2/10 epha về mỗi con chiên đực và 1/10 epha về mỗi con chiên con. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ngày thứ hai, các ngươi phải dâng 12 con bò đực tơ, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực tơ, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng lễ quán cặp theo. Ngày thứ ba, các ngươi phải dâng 11 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ tư, các ngươi phải dâng 10 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ năm, các ngươi phải dâng 9 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ sáu, các ngươi phải dâng 8 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ bảy, các ngươi phải dâng 7 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ tám, các ngươi phải có sự nhóm hiệp trọng thể, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Phải dùng một con bò đực, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, dâng làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Đó là những lễ vật mà các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong những ngày lễ trọng thể mình, đặng làm của lễ thiêu, của lễ chay, lễ quán và làm của lễ thù ân, ngoài những của lễ hứa nguyện và những của lễ lạc ý của các ngươi. Thi Thiên 52. Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối, khác nào dao cạo bén. Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại. Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời. Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. Người công bình sẽ thấy bèn bắt sợ và cười người mà rằng:
kia là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiểm mình, làm cho mình vững bền trong sự an mình. Còn tôi, khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Giê-hô-va, tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời vì Ngài đã làm việc đó. Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành. Chương 28. Cũng năm ấy, lúc Sê-đê-kia vua Giu-đa bắt đầu trị vì, tháng 5 về năm thứ tư, Hananiah con trai A-xua tiên tri ở Ga-ba-ôn nói với tôi trong nhà Đức Giê-hô-va trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta đã bẻ ách của vua Babylon. Trong 2 năm trọn, mọi khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã cất đi khỏi chỗ này và dời qua Babylon, thì ta sẽ lại đem về trong nơi này. Đức Giê-hô-va phán: Ta lại sẽ đem Jeconia, con trai Jehoiakim vua Giu-đa, và mọi người Giu-đa bị bắt làm phu tù qua Babylon cũng đều trở về trong nơi này nữa, vì ta sẽ bẻ ách của vua Babylon. Bây giờ tiên tri Jeremy đáp cùng tiên tri Hananiah trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự đang đứng trong nhà Đức Giê-hô-va. Tiên tri Jeremy nói rằng: Amen. Nguyền xin Đức Giê-hô-va làm như vậy. Nguyền xin Đức Giê-hô-va làm những lời ngươi đã nói tiên tri, đem những khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va và hết thảy những kẻ phu tù từ Babylon trở về trong chốn này. Dầu vậy, hãy nghe lời tôi nói vào tai ngươi và vào tai cả dân sự rằng: Các tiên tri ở trước tôi và trước ngươi từ xưa đã nói tiên tri về giặc giả, tai vạ và ôn dịch cho nhiều xứ và các nước lớn. Nếu tiên tri nào báo sự bình yên mà lời mình được ứng nghiệm, thì sẽ biết tiên tri đó là thật bởi Đức Giê-hô-va sai đến. Tiên tri Hananiah bèn cất cái ách khỏi cổ tiên tri Jeremy và bẻ đi. Đoạn Hananiah nói trước mặt cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Trong 2 năm trọn, ta cũng sẽ bẻ cái ách của Nebuchadnezzar vua Babylon khỏi cổ mọi nước như vậy. Tiên tri Jeremy bèn đi. Sau khi tiên tri Hananiah đã cất cái ách khỏi cổ Jeremy, thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jeremy như vậy: Ngươi khá đi nói với Hananiah rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi đã bẻ ách bằng săng, song làm ách bằng sắt mà thế lại. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta đã để ách bằng sắt trên cổ mọi nước này, đặng chúng nó phải làm tôi Nebuchadnezzar vua Babylon. Vả, chúng nó phải làm tôi người, và ta đã ban các loài thú đồng cho người nữa. Đoạn tiên tri Jeremy nói với tiên tri Hananiah rằng: Hỡi Hananiah hãy nghe, Đức Giê-hô-va chưa hề sai ngươi, nhưng ngươi làm cho dân này trông cậy sự giả dối. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ dùn ngươi khỏi mặt đất. Năm nay ngươi sẽ chết vì đã nói ra sự bạn nghịch Đức Giê-hô-va. Cũng năm ấy tháng 7 thì tiên tri Hananiah chết. Chương 29. Này là lời thơ của tiên tri Jeremy từ thành Jerusalem gửi cho các trưởng lão hiện còn bị phu tù, cùng cho các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân mà vua Nebuchadnezzar đã bắt từ Jerusalem điệu về Babylon. Sau khi vua Jeconia, thái hậu, hoạn quan, các quan trưởng của Giu-đa và Jerusalem, thợ nghề và thợ rèn đã đi khỏi Jerusalem rồi. Thơ này gửi bởi tay Eleasa, con trai Sa-phan, và Gemaria, con trai Hinh-kia, là hai người mà Sê-đê-kia vua Giu-đa sai sang Babylon chầu Nebuchadnezzar vua Babylon. Thơ như sau này: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán cùng những kẻ mà ta đã khiến bị bắt làm phu tù từ Jerusalem qua Babylon như vậy: Hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn và ăn trái, hãy lấy vợ đẻ con trai và con gái, hãy lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái. Số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi. Hãy tìm sự bình an cho thành
mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi, cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy, vì chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: ta chẳng hề sai chúng nó. Vả Đức Giê-hô-va phán như vậy: khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. Các ngươi nói rằng: Đức Giê-hô-va đã dấy lên các tiên tri cho chúng ta tại Babylon. Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vậy về vua đang ngồi trên ngai David và dân cư thành này, cũng phán về anh em các ngươi là những kẻ không bị đem đi làm phu tù với các ngươi. Vậy này là lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán: này, ta sẽ sai gươm dao, đói kém và ôn dịch đến trên chúng nó, sẽ khiến chúng nó giống như những trái vả xấu xa này, xấu đến nỗi người ta không thể ăn được. Ta sẽ lấy gươm dao, đói kém và ôn dịch đuổi theo chúng nó, sẽ phó chúng nó bị ném đi ném lại giữa mọi nước thế gian, làm sự rủa sả, gỡ lạ, chia cười, hổ nhuốc giữa mọi dân tộc mà ta đã đuổi chúng nó đến. Đức Giê-hô-va phán: đó là vì chúng nó không nghe lời ta, khi ta đã dậy sớm sai đầy tớ ta là các tiên tri lấy lời đó đến cùng chúng nó, nhưng các ngươi chẳng khứng nghe. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên hỡi các ngươi là những kẻ phu tù mà ta đã sai đi từ Jerusalem qua Babylon, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy về Ahab, con trai Cô-la-gia, và về Sê-đê-kia, con trai Ma-a-sê-gia, là những kẻ nhân danh ta nói tiên tri giả dối. Này, ta sẽ phó chúng nó trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon, người sẽ giết chúng nó trước mắt các ngươi. Mọi người Giu-đa bị làm phu tù tại Babylon sẽ lấy hai người ấy làm câu nguyền rủa mà rằng: nguyền xin Đức Giê-hô-va làm cho ngươi cũng như Sê-đê-kia và A-háp mà vua Babylon đã quay trong lửa. Vì chúng nó đã làm sự dại dột trong Israel, đã phạm tội tà dâm với những vợ người lân cận mình, và đã nhân danh ta rao truyền lời giả dối mà ta chưa hề khiến rao truyền. Đức Giê-hô-va phán: ta là đấng biết và làm chứng. Ngươi cũng khá nói về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ngươi đã lấy danh mình gửi thơ cho cả dân cư Jerusalem, cho Sophoni con trai Ma-a-sê-gia làm thầy tế lễ, và cho mọi thầy tế lễ rằng: Đức Giê-hô-va đã lập ngươi làm thầy tế lễ thay cho Giê-hô-gia-đa là thầy tế lễ, đặng có người coi sóc trong nhà Đức Giê-hô-va. Hễ người nào điên dại xưng mình là tiên tri thì bắt lấy cùm và gông lại. Vậy thì làm sao ngươi không trách Giê-rê-mi ở Anatot là người xưng mình là tiên tri cho các ngươi dường ấy? Vả chính nó đã gửi lời đến Babylon nói cùng chúng ta rằng: sự bị phu tù còn lâu ngày, hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn và ăn trái. Thầy tế lễ Sophoni đã đọc thơ này vào tai tiên tri Giê-rê-mi. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng: hãy sai nói điều này cho mọi kẻ bị phu tù rằng: Đức Giê-hô-va phán về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam như vậy: vì Sê-ma-gia đã nói tiên tri cho các ngươi mà ta chưa hề sai nó, và nó đã làm cho các ngươi nhờ cậy sự giả dối, nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ phạt Sê-ma-gia người Nê-hê-lam và dòng dõi nó nữa. Về dòng nó sẽ chẳng còn có ai được còn ở giữa dân này,
chính mình nó cũng sẽ chẳng thấy sự lành ta sẽ làm cho dân ta, vì nó đã nói ra sự bạn nghịch Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.